Dậy. Dậy. Cái gì? Sập bẫy rồi kìa. Đâu đâu? Sập bẫy rồi. Bẫy. Đây rồi. Con chuột 80 cân đây rồi. Ai? Mày ra hạ nó xuống. Vâng. Mày có chạy làm rơi. Mày có mà chạy thằng trời. Ôi giời ơi, cái thằng trời đánh thánh vật nhà mà nó đánh thằng bầu con tôi ấy đồng lỗi này. Chả thiệt sự ôi nó chứ này. Này, chỉ ít thôi. Ít cái gì? Tôi mà nhìn thấy nó bây giờ á, có mà tôi úp váy vào mặt nó ấy. Úp váy vào mặt, lộ hết. Có sao không Quang? Ông già được vớ vẩn. Thôi đi cô, cái ngữ trời đánh thánh vật ấy mà nó đang ngồi lù lù ngoài này này. Hả? Có nghĩa là do hai cái lão này hả? Trời ơi, đẹp mặt chưa kìa. Ném trộm chả ném, ném trúng cái con mình, đúng là cái mù. Này, mù mà nó ném chính xác như thế à? Đúng. Mù. Đúng cái này, cả ông nữa ấy. Đánh con giờ nó đến nông nỗi này rồi lại còn đúng. Hay nhỉ, hai cái bà này vớ vả vớ vẩn ấy. Thế tôi hỏi đêm hôm nhìn làm sao biết ai với ai? Thế thấy trộm thì không đuổi đánh thì để nó ăn trộm hết cả chuối à? Mà này, hết chuối nhá, thì làm gì còn cái Tết nữa? Hả? À. Này, Tết nhá, lò phết gì? Tết, lò phết, các ông thì lo được cái gì? Ôi. Nếu không có bác Bàng với cả chú Mai nhá, chuối có mọc được không? Hả? À. Thôi, anh ấy đang bị ốm, bố mẹ để cho anh ấy nghỉ ạ. Mày đi! Trời ơi! Chào cá! Bác! Cá mú gì nữa? Tỉnh lại đi! Sự đời nhì nhằng lắm! Lắm nhì nhằng! Vâng! Chào hai ông chủ! Dạ gọi ơi! À. Từ ngày đi tù về, nói năng nó có vẻ giọt nắng dịu dàng. Hai bác, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Trả thù ai? Em nhầm, quân tử trả thù làm chi cho mệt. Hôm nay ấy, bọn em lại có công với các bác đấy. Chả biết công cán gì chứ đẹp dai to cao này bị chói phí. Cứ mở mồm thấy người ta là đẹp trai đấy. Đi vào nhà. Trời. Vợ với con. Giỏi lắm. Đây rồi, tôi biết rồi. Thế Phúc Đức biết cái gì à? Tôi đã báo ban công an xã rồi. À. Con Cún. Ra ngay ngoài kia. Đóng cổng vườn vào cho bố. Từ giày trở đi, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhá, tất cả giữ nguyên hiện trường để công an đến giải quyết. Ông ơi, cái gì? Sao đây hả ông? Sao đây ông? Đây là một lũ ăn cắp chuối nhà mình đêm hôm qua. À,
thế mà lại vừa ăn cướp vừa la làng. Hóa ra là đi tù về mà vẫn chứng nào tật ấy. Ngựa quen đường cũ. Bây giờ thì dở cái trò thì gà giả chết bắt quạ. Đấy. Đi, đi, đi bắt trộm về để lấy tiền lập công. À. Hai bác hiểu nhầm hết rồi. Nhầm thế nào? Thế này. Yên tâm, cây ngay, không bao giờ sợ chết cháy. Chết đứng. Thì đứng cái cháy thế. Bây giờ mọi lời giải thích đều vô nghĩa với tôi. Vô nghĩa hết. Đúng. Thằng này. Mày nói đi. Hôm qua mày làm những gì? Nói ngay đi. Đúng. Mày, có đúng là hôm qua một mình mày vào vườn chuối ăn trộm không? Nói đi. Dạ. Nghe. Dạ. Bây giờ mày nhìn tất cả những người xung quanh đây. Hôm qua những thằng nào vào vườn chuối ăn trộm? Nói. Dạ. Nói. Đêm qua. Nói. Đêm qua. Này. Thanh niên có gan ăn cắp. Có gan ngồi tù. Đúng. Nói đi, có gì tao đỡ cho mày không? Mày nhìn xem tất cả những người xung quanh đây, đứa nào hôm qua vào vườn chuối ăn trộm? Đêm qua. Nói. Cả ba chúng tôi đều ăn trộm. Nào. Tại sao lại tai bay vạ gió thế này? Con cún. Tại sao tao bảo mày đi khóa cổng vườn lại mới để xe nó vào? Thì con đã kịp được cái gì đâu? Nó làm cái gì cả? Bây giờ nó đúng là tay bay vạ gió. Cái thằng rời đánh cái nào nó lao đổ cả lều. Mặt cua nó vỡ hết cả rồi còn gì nữa. Mà ông ơi, ông chui vào ông xem còn cái chén uống rượu được không? Trời ơi, hai cái ông rời đánh này giờ này mà còn tìm chén uống rượu á? Thằng bầu. Con không sao. Bầu ơi. Thôi. Hai bà mấy con đưa thằng bầu vào trong kia. Ông Quang đi với tôi. Đi ra. Mày là thằng nào? Hả? Dạ. Mày thằng nào? À, còn thằng Dương không ạ? Lôi cái cổ nó ra đây. Bỏ ra đây. Các bác cứ bình tĩnh. Ây da. Casio di Cano à. Đi đứng kiểu gì? Dạ. Chúng mày đi đứng kiểu gì? Hả? Nó là thằng nào? Dạ. Ngọc nà. Cho con thông Lào. Ho Lào. Phao Lào. Nội soi. Siêu âm. Gây tê gây mê. Dưa cà. Dạ thưa các anh. Nó bảo gì? Các anh cứ bình tĩnh ạ. Yêu ngươi nói là ông ấy là người nước ngoài. Ông ấy đang muốn đi tìm người ạ. Tìm ai? Hai cái thằng xì cà lô này. Đây là người chúng mày tìm cái gì? Đại ca cứu em. Dưa cà. Ông ấy bảo là đúng rồi ạ. Hả? Đấy. Hai ông giang còi quang tèo. Thấy chưa? Đúng là ở đời làm ơn lại báo oán ấy. Nhỉ nhằng lắm. Vệ. Nhỉ nhằng quá. Cho nó về đây. Sofa. Bàn ghế. Xà lông. Cũng là bột giặt xà bông xà phòng. TV. Quạt chày. Máy bơm. Công tơ. Cassette. Nồi cơm bà là. Chú nó nói. Bà có hiểu cái gì không? Dưa cà. Tay này. Này. Biết cái gì mà sờ vào đấy? Dạ. Cái loại đàn bà biết tiền gì mà cầm vào đấy? Dạ, thưa các anh các chị ạ. Ý của ông chủ tôi ấy, đây là chỗ tiền để đền cho cái lán và cậu chủ nhà mình ạ. Dạ vâng ạ. Còn chỗ tiền này là chỗ tiền mua chuối như là chúng ta đã bàn vừa xong ấy ạ. Xin lỗi. Đây, nó sắp rút tiền rồi đấy. Ede pamu paleku hâm ông à. Anh điếng com túm platinum gia lai à. Dưa cà. Ê.
tao chịu cũng có khả năng nhá. Này mày định ám chỉ gì bọn tao? Hai để tôi. Mày thế là hơi quá thôi. Tao sẽ cho thằng này một cái tổ ong vào mặt. Ê, xin hai anh chị cứ bình tĩnh ạ. Không phải như là hai anh chị hiểu như thế đâu ạ. Nói gì? Dạ. Nói gì? Ông chủ tôi muốn nói là đĩa thì cũng đã thu mua rồi ạ. Dạ vâng, đĩa thu mua rồi. Thanh long thì cũng mua xong và mới giá cao ạ. Cho nên là chuối ạ thì là bao nhiêu cũng mua hết, không thấm tháp gì đâu ạ. Đây, cần thiết thì anh chị liên lạc theo số điện thoại này ạ. Dưa cà. Dạ, ông chủ tôi là muốn chào các anh các chị để đi về ạ. Dưa cà. Vâng, chào anh chị đi về. Dưa cà. Thế chẳng qua là tôi lên tôi đếm nên là bị chuối, nó kẹt chuối. Thì ông đếm làm sao? Đếm nào? Đếm mãi mà nó vẫn chưa ra. Bây giờ tôi tính lại cho ông nhé. 3 là 7, 21 là tôi viết 1 là nhớ 25. Mỗi quả 100 là tròn 3 triệu 7. 3 triệu 7 nó đẩy thành 4 triệu 4. 4 triệu 4 thì dư thật 1 triệu. Thôi. Thế này, thức như tôi để nên thức nhá. Thức cả đêm tôi đã biết tất cả cái trang trại chuối của anh em mình là bao nhiêu quả rồi. Thế á? 4 vạn quả. 4 vạn quả? Không sai quả. Ô hay, thế ra có ấy, thế thì chẳng nhẽ ông không trừ cái gì? Ví dụ như nó bị sâu bệnh này, hay là nó bị chuột nó tha này, hay là rơi nó quắt này. Phải thu cái mồm ông đi nhá. Ok. Nó đang trồng trọt kinh doanh thế này, cái mồm ông nói, cái mồm ông... Không, nhưng mà ông phải trừ đi, đến lúc ấy tôi... Tôi sẽ trừ cho cả cái vụ mà anh em mình được mùa bà con sang chúc mừng. Bọn mình lúc bây giờ đã là nhà giàu rồi, tiếp gì có lợn còi đúng không? Hàng xóm lắm gì rồi. Tất tần các ông vừa tính với bà con nữa. 500 quả. 500 là tôi thấy ở ít. 500 rồi. Đúng là dàn còi. Cái độ thoáng của ông nó cũng bị hạn hẹp. Thì... theo ông là bao nhiêu? Nó ít ra mà trừ nó 1.000 quả. Thế là nó còn lại là 3.900.000. Ông ơi, để nhờ nhân cái đà này mình chơi tiếp luôn. Ngày mai ông ở nhà ông trông chuối, còn tôi đi quanh xóm, tôi sẽ đặt mua hết tất cả chuối của cả xóm mình lại. Mình có đâu ra rồi. Đây bất ngay là chán ông rất cao mà ông cái suy nghĩ của ông nó hạn hẹp như thế này. Tại sao mỗi xóm là thế nào? Ông hộ tôi nhá, ông đi thu hết cả cái xã này cho tôi. Được. Đó. Ông đây. Ông Minh yên tầm xã, tại sao ta không thu mua cả huyện này nhỉ? Ừ nhỉ. Hả? Ta mà cần thiết nữa thì đã mở rộng thì mở rộng cả tỉnh luôn. Cả nước này luôn. Yeah. Nhiều người không biết hai ta trồng chuối lại giàu. Nhiều người không biết sang quang lại rất thân nhau. Nhiều người không biết đi lên từ đất quê ta, đi lên từ cánh đồng hoang, đi lên từ cánh rừng vàng. Người hợp thời nhất có sang và quang, rồi nhiều tiền nhất chắc quang và giang. Rồi mình đi kiếm chuối con cả xóm để trồng. Chỉ vài ba tháng chuối lên và sẽ đơm bông. Từng buồng cây chuối khoe ra nhiều trái xanh non, quang ơi nhìn rất là ngon. Giang ơi cây chuối lại tròn, thì về nhà thái nấu cho lợn con. Còn mình xếp xó hóa già lại ngon. Cái vườn chuối nhỏ của quang và của giang, đâu đâu nào giang ơi. Cái vườn chuối nhỏ của quang và của giang, phía kia là quang ơi. Cái vườn chuối nhỏ đó bao nhiêu mồ hôi mà không ai đại gia bằng mình, khi ta có cả một vườn chuối xanh. Kể từ dành một ít lo cho cái cún thằng bầu, vì mình chỉ ước mong sao tụi nó yêu nhau. Còn mình hai đứa nay mai chẳng sống bao lâu, ta yêu vườn chuối của ta, ta yêu cả đứa vợ già, cả làng cả xóm có ai bằng ta. Tiền trừ trồng chuối bán buồn mà ra.
trộm đâu, trộm đâu, trộm đâu, trộm đâu. Ôi giời ơi. Đang vui thì đứt dây đàn. Đang ôm chân thì Phúc Đức dân làng đến chơi. Tóm lại là đến đây có việc gì? Có việc gì? Hôm trước mày rủ tao sang hàng xóm xem vô tuyến. Họ bắt được trộm. Thì thưởng gì nhỉ? Thưởng gì à? Thưởng cái này này. Cái tay đây. Mẹ nóng. Thưởng nóng. À, thưởng nóng. Giang coi ấy. Thế nào thế này, bây giờ lại có cả cái trò chơi gọi là đuổi người bắt chuối ấy. Không, cái này gọi là thưởng bằng cái bật lửa, nó gọi là thưởng nóng. Hiểu rồi. Thôi. Bây giờ thế nào, đến đây làm sao? Thích tiền phải không? Tiền bạc thì là tất nhiên. Nhưng ưu tiên lại là quan hệ. Ui, thôi. Nhàng lắm. Bác ơi. Lắm nhẹ nhàng. Bác ạ. À, bác cứ nói vòng vo mãi. Nói ngắn gọn xúc tích thôi. Đúng rồi, nói ngắn gọn đi. Em bảo này. Cái gì? Nói đơn giản như em thế này thôi này. Xét theo phạm chủ triết học, đặc biệt là mối quan hệ biện chứng giữa lượng và chất. Lượng đổi, ắt chất cũng phải đổi. Bà bác có hiểu gì không ạ? Làm sao mà hiểu được? Đúng, làm sao mà hiểu được? Đúng. Câu ấy dịch ra có nghĩa là đói, bụng đói, đầu gối cũng phải bò. Ôi, thế thì cứ nói phụt thế này, bụng đói đầu gối phải bò cho nó xong. Đúng là nhẹ nhàng lắm. Vì ý như thế nào? Tóm lại là muốn đến đây xin việc ấy. Phải không? Muốn xin việc biên chế. Mời bác quả đi cho nó đỡ nhạt mồm. Anh xin. Hai chú này. Năm ngoái mà. Anh định giúp hai chú làm giàu. Nhưng cái số nó chưa đến. Lại nói vậy. Năm nay là anh trông thấy hai chú là kiểu gì cũng giàu có, làm ăn phát tài đấy. Này, cho anh ăn Tết với. Đúng đấy hai bác ạ. Tết này làm chúng em gay lắm ạ. Này ông ơi, nó đang bảo Tết này là gay lắm. Gay, rõ ràng gay là rồi. Gay là đúng rồi. Này, Tết lò phết. Hai chú đã tính toán kỹ chưa ạ? Thu gom chuối mà nhiều như thế, liệu có mạo hiểm lắm không ạ? Ôi giời, bác này có thế tôi... Anh Quang, em thấy bác bảo bác ấy nói đúng đấy. Lần này mà đầu tư tiếp ấy, thì toàn bộ số tiền vốn là phụ thuộc vào việc vay được ngân hàng. Này chú ạ, ngân hàng không mà, chưa đủ. Bởi vì làm sao có nhiều tài sản mà thế chấp được. Mà cái quan trọng ấy, bác phải huy động được cái vốn ở chung quanh, bạn bè hàng xóm chẳng hạn. Đúng là bác với chú là cứ lo bỏ trắng răng. Các cụ nhà ta đã có câu là muốn làm ăn thắng lợi trước hết ta phải lùi một bước rồi ta tiến. Hai chục đấy, anh coi nói đúng đấy, phải tiến hai chục bước đấy. Vừa rồi chỉ có làm sơ qua, vừa làm vừa chơi ấy, thế mà trả được bác và chú được đủ tiền gốc luôn này này. Còn cái lãi vẫn còn nguyên cả cái rừng chuối kia cả. Trang chạy chuối ngoài đấy luôn. Rồi anh xin gửi bác với chú. Bây giờ cái chỗ này theo em có ý kiến này này. Thế nào? Cứ để cho bọn em mượn. Bởi vì trong năm nay chúng tôi sẽ đầu tư thêm vào sản xuất, mở rộng sản xuất, rồi thuê nhân công, mua giống mới. Nó rất nhiều việc phải đầu tư. Rồi năm sau nó lại đẻ ra nữa, năm sau nó lại đẻ ra nữa thì mình trả cũng chưa vội. Đúng. Tôi nói thế có phải không nhỉ? Có phải không? Có phải không? Cái gì? Chỉ có thêm mỗi một cái chữ phải sâu chưa? Tức là xong rồi cứ hùa hùa là thế nào? Phải. Thế nên là các chú các bác thấy không? Đây tất cả là đồng tâm nhất trí như thế rồi cơ mà. Này chú Giang này, đồng tâm ấy, đồng lòng là một chuyện, nhưng mà việc làm ăn ấy là phức tạp lắm, phải có người quản trị kinh doanh. Ôi trời ơi, chú, chú trên cây này cứ phải lo thằng dưới gốc. Bây giờ tôi hỏi tất cả mọi người đây nhá, con cún nó học mấy năm ở trên thành phố để làm gì? Nó mang về đây cả một bụng chữ đấy, quản trị đây. Thì đây,
cháu nó học nó ở trên nhà bác, bên bác còn lạ gì. Thấy chưa? Thì con Cún tuy là nó nhanh nhẹn nhưng mà học xong là lấy chồng ấy. Cái lạ chưa? Mà con Cún nhà mình ấy thì nó còn phải lo bao nhiêu là công việc nữa. Nào là việc nhà, việc cửa này. Bây giờ lại con thơ con mọt. Cả nhà tập trung vào chuối thì chẳng đến tay nó lo thì ai lo? Thôi thôi thôi, việc đấy không phải việc của gia đình chú nhá. Việc của tôi, thằng bầu. Tao chưa nghe thấy câu dạy. Bố bố gọi con. Bố gọi dạy dạy con. Dạy dạy. Từ ngày mai 4 giờ sáng phải dậy. Cơm nước cho người ăn. Cháo ba con lợn gà chó mèo ăn. Ra ngoài đồng thả vịt xong. Đi về tắm rửa giặt giũ cho trẻ con. Nói chung tất cả những cái việc phải tê ra nội trợ. Thằng bầu từ ngày mai phải lo. Đấy là ý bố. Ôi trời ơi, bầu ơi, cháu làm sao vậy hả? Bầu nó làm sao? Không sao đâu ba ạ. Từ ngày xảy ra chuyện nên là anh cứ thỉnh thoảng như thế đấy ạ. Ừ, không sao, không sao đâu, không sao. Con xin phép bác, con xin phép bố mẹ ạ. Em xin phép anh bầu ạ. Con có ý kiến như thế này. Thời buổi dân chủ rồi, con dâu cứ phát ngôn thoải mái. Con nói đi. Con nghĩ đây là dịp để con áp dụng những gì mà con đã học từ trước đến giờ ạ. Hơn nữa, theo nguyên tắc kinh doanh, lo nhất là đầu ra. Đúng. Mà giờ nhà mình đã có đầu ra, lại còn giá cao nữa. Chứ có gì ạ? Vì thế, không có lý do gì mà để thất bại đâu ạ. Thất bại sao được? Con nghĩ đây là cơ hội lớn đấy ạ. Đấy. Chứ có gì nữa? Thế có lớn thật không ạ? Đây, bác với chú đã nghe rõ chưa? Thúng chưa? Thúng chưa? Thúng thúng rồi. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ thế này này. Từ ngày có cái vườn chuối á, thế là hai cái ông này là tu trí làm ăn hẳn đấy. Cứ không có chơi bời ở đâu cả, mà là ít cãi vã nhau, hàng xóm đỡ đau đầu. Tôi có ý kiến, tôi có ý kiến. Thời buổi dân chủ bà cứ phát ngôn. Tôi thấy như thế này này, tôi thì không có biết là quản chị, quản em gì sắt. Thế nhưng mà bác với chú thấy đấy, hai cái gia đình nhà này này, đã bao giờ mở mày mở mặt với cái làng này chưa? Lại còn để lại cho đời con đời cháu nữa chứ, đúng không? Đúng. Thế cho nên là cờ đã đến tay rồi ấy, thì ta cứ phải hốt. Rồi hả bác? Cũng khá khá. Vâng ạ. Được một hàng chú ạ. Một hàng của bác. Được mỗi một cây. Nhỉ nhằng quá. Quá nhỉ nhằng. Này chú ạ, chung quy là không chịu lao động. Mà anh lâu nay có làm cái gì đâu, cho nên nó mới sinh ra thế. Chú quen làm, chú giúp anh nhá. Thôi em xin bác, việc của bác làm, người ta đã khoáng rồi. Thôi em về đây. Đúng là lao động chân chính để kiếm ra đồng tiền không đơn giản. Nhỉ nhằng quá. Mời các ngài tham quan ạ. Chúng tôi đang mở rộng quy mô, trồng nhiều chủng loại chuối khác nhau để đáp ứng nhu cầu của các ngài đấy ạ. Thông lão, phi lão, họ lão, chào mào chiều vui ạ. Xin lỗ, xưa cả. Ông ấy muốn nói là rất là tốt. Hơn nữa, chúng tôi đang có kế hoạch thu mua chuối của các địa phương lân cận với số lượng rất là lớn đấy ạ. Lắc lây, súp lơ, bắp cải, rau ngô. Messi, Soti, Balotelli, Ronaldo, Dioto, tâm đầu vào Cano.
ý của ông đây muốn nói là chúng tôi là thu mua rất là nhiều, giá thì không đổi. Cô mà cứ thu mua đủ ấy thì liên hệ với chúng tôi là sẽ có người đến là vận chuyển đi. Cảm ơn các ngài ạ. Ngài không cần tiếp. Muốn vào cho con bú hay không? Hay là mày thích để ông ra đòn? Xin phép các ngài, tôi ra ngoài một chút ạ. Dưa cà à. Dưa cà à. Mẹ thương, mẹ thương, mẹ thương, mẹ thương. Em quỷ, em quỷ. Dạ xin lỗi các ngài ạ. Các ngài thông cảm, từ ngày chồng em bị tai nạn thành ra như thế đấy ạ. Thôi thôi, không sao không sao. Cô cứ lo việc nhà đi. Chúng tôi tự tham quan thì tự về được. Dưa cả. Dưa cả. Ôi trời ơi, dưa cả. À, chào ông bác. Ông bác làm việc này vất vả quá hay sao mà trông có vẻ phờ phạc thế nhỉ? Chào người quen. Dạ vâng. À, tớ làm thuê ấy mà. À, dạo này hay lui tới thế nhỉ? Ừ. Mà chuối xinh thế, không thăm cũng phí nhé. Này, ông cạnh khóe cái gì đấy hả? Thế đến làm việc với ông chủ lại ra nói chuyện với tớ làm gì? Dưa cá. Dưa cá. Ra thế. Nhì nhằng lắm. Dưa cà. Dưa cà. À, dưa cà. Hôm trước mọi người đã bàn bạc và thống nhất anh phải tạo điều kiện làm việc cho em chứ. Anh bầu. Anh bầu. Bỏ tay ra. Cô, từ ngày cô thấy chân tôi thế này, cô hơi bị khác rồi đấy. Anh phải hiểu cho em chứ. Mình làm ăn, người ta là đối tác nước ngoài thì mình phải... Phải gì? Phải lẳng lơ thế à? Lần sau mà thế nhá, thì chuối cũng phải vỡ đôi, mà vôi cũng phải vón cục. Mà mày nếu tiếp tục thì... Em có ý kiến ạ. Ý kiến làm sao? Đứng xa ra. Lần sau anh đừng có gọi em bằng cái tên cún nữa. Bây giờ ai người ta giao dịch bằng cái tên đấy, anh phải gọi em là... À là cái gì? Ấy dạ, cô còn thích thay đổi à? Ai? Tôi nói với cô nhá. Ở nhà, đến cún, đến mèo, bây giờ thay đổi cô theo thằng xì lô. Cô thích thay đổi à? Thích thay đổi à? Hôm nay, có mà bố tao không cứu được mày. Bố... Thế cái thân tôi... Có cứu được nó không hả anh bầu? Có. Bố, anh cứ ghen tuông bóng gió, làm con khó xử quá bố ạ. Bầu. Dạ. Ra đây làm gì con? Con... Mày làm gì ở đây? Con không làm gì. Nhưng mà bố làm ăn với ai thì làm ăn, nhưng mà không làm ăn với cái lũ xì là xì lồ như thế. Không có cái lũ xì là xì lồ đấy thì mày, mà cả cái gia đình nhà mày nữa, lấy cái gì mà đổ vào mồm hả con? Về! Thì về.
Bác Bàng. Thế bây giờ ý chú thế nào? Thì em thấy đây đúng là một cơ hội anh ạ. Gần Tết, thị trường nó cũng rộng lớn hơn. Chẳng thế mà người ta thu mua nhiều hơn đấy thôi. Lúc đó, trong nhà ấy, tôi nói vậy thôi. Để tôi xem chúng nó tính toán như thế nào. Nhưng mà quả thật chúng nó tính toán ghê thật chứ. Mà có hẳn chiến lược kinh doanh bác ạ. Ghê gớm thật đấy ạ. Chú Mai ạ. Dạ. Anh em mình ấy, tuy thoát ly, thoát khỏi cái cảnh chân lấm tay bùn, nhưng mà cứ đau đớn nhớ về quê hương. Này, anh em mình cho chúng nó cơ hội nữa đi. Thôi thì bác quyết định như thế nào thì em xin theo bác ạ. Mà anh em mình thống nhất như vậy bác nhá. Thôi anh em ta xuôi. Đi. Con ơi, con ngủ cho ngoan, mẹ còn làm việc cơ quan chưa về. Hôm qua ông nội đánh đề, đánh con ba bảy, nó lại về mà ba nhăm. Cái thằng Bầu, Bầu! Hả? Mày ru cháu ông kiểu gì thế hả? Cháu nội tao nó còn đang trong trứng nước hả? Mày ru nó cái kiểu đấy sau này làm sao nó thành người được. Sống trước đổ đâu là sống sau đổ đấy nhá. Mà bây giờ tao có đánh đề nữa đâu. Quen mồm đến nói thế thôi. Chả có ý gì cả. Hả? Tao bảo mày bây giờ ở nhà nấu cám nuôi lợn, nuôi ngan nuôi vịt. Mày không làm, trồng trọt cũng không nghe. Bây giờ có một cái dự án lớn hả? Một cái dự án chuối mà bố nói đi nói lại với mày mãi rồi. Bây giờ chịu khó trồng chuối, rồi ngày mai mốt có buổi bội thu. Thế mà mày không chịu làm hả? Mày về đây mày ru con mày để mới đón. Thế là thế nào hả? Suốt ngày thơ mới thần thôi. Bố không thế. Bố không vừa làm thơ đấy thôi. Bảo từ trước đến bây giờ bố có làm được cái gì đâu. Vừa có mấy quả chuối xong. Này này này. Cái loại con cái đâu mà chưa nói xong mày đã cãi xong rồi. Hả? Cái thằng này. Mày hôm nay tao nói thật mày lành làm gáo vỡ làm nguôi. Này mày giỏi hơn tao nhá. Có đường có nẻo thì xéo. Ok mày. Ok mày đã vứt cháu ông xuống đất hả? Mày vứt cháu ông xuống đất nhá. Ông đánh chết cha mày. Chưa hết đâu nhá. Chúng tôi sẽ mua hết rồi đẩy giá lên cao, thế là dân này ham hố mua lại. Cuối cùng ấy, tiền này lại về tay chúng tôi. Béc bơ dinh, tê ta si lin, vitamin. Ông ấy nói là thu được tiền, chúng tôi bỏ đi và lại tính những phương án mới. Một lũ khốn nạn. Khốn nạn như ông không, dùng thủ đoạn đê hèn, thuốc rượu say để moi móc thông tin, ta sẽ dạy cho ông một bài học. Nhìn cách ra đòn ta biết ngay là đệ tử của lão Ách. Sao ông biết? Có bao giờ lão Ách nhắc đến tên huynh Trột không? Sư phụ tôi có nhắc. Huynh Trột là sư huynh của sư phụ tôi. Nghe nói ông ta đi tu rồi. Lão Ách lại nói đều ta đây. Nhưng ta tiếc cho lão, có một đệ tử như ngươi. Vậy ông chính là... Mong ông tha tội. Thôi đứng lên đi.
ở đời nhì nhằng lắm. Ta cũng như chú mày thôi. Nhưng xét cho cùng, việc hèn hạ nhất là chú mày đã bán rẻ quê hương mình, nơi mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên. Thôi, quay đầu là bờ, vật vờ là chết. Đứa nào đây? Đứa nào? Bố mày đang sống. Bác, thế không có việc gì làm à? Ra đây ngâm chân này, thư giãn à? Nào sao cậu chủ nóng thế? Có việc gì đấy? Thư giãn cái gì? Tất cả chỉ tại cái thằng xì lồ. À. Nhì nhàng lắm. Cái thằng xì lồ là cái thằng thương lái chứ gì? Thế nó làm sao? Thằng xì lồ, nó thích vợ con. À, thế à? Hôm trước nó dám lom dom đến gần. Ôi, thằng này láo. Bố con chặt chuối ngoài sân. Ừ. Thấy nó vớ vẩn và vẫn chân chân đứng nhìn. Ủa, sao lại bố lại chân chân đứng nhìn? Không có phản ứng gì là thế nào nhỉ? Con cháu, bố bảo lặng im. Làm sao mà bác bảo trái tim không sầu? Đúng rồi, thế thì ai chả sầu. Mà con cún nó có vẹo gì đâu. Ờ, có chứ. Lấy con nó cũng nát nhầu như tương. Bác thấy nó có vẹo chứ. Ôi giời ơi, thôi đấng nam nhi gì mà khóc lóc như trẻ con ấy. Sự đời nhưng mà nó nhì nhàng lắm. Nhưng mà nó ức tiên sư cái thằng xì lồ, con mà có vồ con đập chết tươi. Bầu ơi, âu nó là cái liễn, cái bát nó thành cái đọi. Này, bác có chuyện muốn báo với cháu một tin kinh khủng khiếp. Bác nói luôn đi. Đây đây. Cái gì? Có thật không hả bác? Ừ. Cháu biết ngay. Ừ. Hôm đầu tiên cháu đã thấy nghi nghi. Thế à? Nhưng mà có cách nào không hả bác? Cháu về bảo hai ông ấy phải dừng ngay lại. Nếu để chậm, nhì nhàng lắm. Không được đâu bác ơi. Cái nhà bây giờ có coi cháu như cái gì đâu. Ôi giời ơi. Cún ơi là bố ơi. Nhì nhàng quá. Có cách gì không hả bác? Rồi, bác vẫn còn một cách. Nhưng mà liệu có ổn không bác? Không ổn thì mày định làm gì? Cùng lắm thì lại vào tù. Úi dồi. Được rồi à. Đã thế đi luôn. À, bầu, bầu ơi, thế chân mày hết đau rồi à? Cháu ghét thằng xì lồ. Cháu giả vờ đấy. Cái thằng này nhì nhằng quá. Tự nhiên đi quanh vườn lại mất mấy bông chuối. À đúng rồi, tôi mới chỉ nhẩm tính sơ qua thôi mà đã thấy là anh em mình mất gần chục triệu. Mất đi đâu. Này thôi quý nhân, nếu thiếu tiền nhá thì bảo đây đưa cho, không nên có một cái thái độ như thế này nhá. Này, thế hóa ra tao bảo tôi chặt trộm chuối à? Chẳng ông là ai. Ở đây này, chuối của tôi nhá, tôi thích ăn tôi chặt đàng hoàng mang về, việc gì phải chặt lén lút thế này. Thế cái gì đây à? Cái gì?
Đúng rồi. Sao? Nếu ông không nói thì không sao, nhưng mà ông nói tôi bị nghi, chắc chắn ông chặt đem cho cô Lài. Đúng không? Thì ông lại hơi nhầm. Riêng Lài lại không ăn chuối. Ô thế à? Thế thì tại sao nhỉ? Thì tại là ông thì có. Này xin lỗi, tại ông chỉ có ông ở đây thôi. Chỉ tôi nghĩ là chắc chắn là ông. Ra thì chắc chỉ có ông thôi. Này ông mới là người thiếu tiền nhá. Uống rượu ông mới đem chuối đi đổi rượu nhá. Mày ăn trộm ấy. Mày chặt chuối. Mày. Còn xa nữa ông bác? Xa gì, khi yên tâm. Còn bằng 1/3 đường đi Đắk Lắk. Ôi dồi, ôi cái thằng này. Sao thế? Ôi trời ơi. Vẫn chưa hết cái bệnh ngất hồi trước à? Thằng này cứ ý tí là ngất thế này. Tỉnh lại. Tỉnh đi. Tỉnh. Ôi trời. Tỉnh ngay. Nhỉ nhằng quá. Bác ơi. Hả? Thôi về đi. Xa quá. Về là về thế nào? Đấng Nam Nhi đã bước chân đi là cấm kỳ trở lại. Thế gì? Bác hát bài đi cho nó đỡ xa. Thế hả? Mày nhỉ nhằng quá. Đường quê níu bước chân quê, sương mù kéo xuống chân đê mịt. Bánh xe đi in hình trên đất, ôi cánh đồng quê ta mênh mang xa tầm mắt, và khúc sông quê trong vắt chảy êm đềm. Ôi quê tôi xanh xanh những bờ tre, dưới chiến đê có đàn trâu thong dong gầm cò, hàng phi lao giang tay ra hướng gió. Một thoáng quê hương, một thoáng yên bình. Ta ra đi hôm nay mang theo hồn quê, ta ra đi hôm nay biết khi nào trở về. Nhìn những con thuyền đổ bóng xuống dòng sông, nặng chiều lòng tôi gửi nỗi nhớ niềm mong. Làng quê ta ơi, làng quê yêu thương ơi, ta chưa khuất xa làng mà nỗi nhớ đầy vơi. Nhớ giếng nước cây đa, nhớ cha và nhớ mẹ, nhớ vườn chuối xanh tươi, nhớ cô bé mỉm cười. Ôi hình bóng quê hương cứ đẹp mãi trong đời. Ôi hình bóng quê hương cứ đẹp hoài không.
Như vậy là ông biết được một chút tiếng Việt rồi đấy. Tí nữa cứ thế mà nói thôi nhá. Bây giờ tốt nhất là thử lại đi ha. Thử lại. Tôi sẽ là cún cún cún. Nào bắt đầu. Anh yêu em nhiều không? Rất nhiều. Tốt. Nhiều như thế nào? Tất cả ở trong này. Ui dù, ok, tốt, tốt, tốt. Mức độ nào? Điên dài. Ui dù, ôi, quá chuẩn. Sau đó? Chuối. 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 Anh yêu em. Ui dù, ok, ok, ok. Này, bây giờ nhá, ông chỉ cần học thuộc những cái từ đấy thôi. Lát nữa vào mà nói nhá. Lại, lại. Từ đầu nào? Rất nhiều. Chuẩn. Tất cả ở trong này. Ok. Điên dài. Chuối. Anh yêu em. Rồi. Ok, ok, ok. Chỉ cần thuộc như thế thôi. Lát nữa là hôn được rồi. Tất cả xuống đây, xuống đây. Ê, từ từ. Cái gì đấy? Trắng da. Thạch à? Thôi, ông cứ vào đi. Còn cái này để tôi xử lý cho nhá. Xuống xuống xuống. Cứ thế mà nói nhá. Thưa ngài, ngài đi có một mình thôi hả? Rất nhiều. Thế mọi người đâu hết rồi ạ? Tất cả ở trong này. Mời ngài vào trong ạ. Hôm nay trông ngài rất là lạ. Điên dại. Ông bảo ai? Chuối. Anh yêu em. Chuẩn à? Ôi trời. Cứ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ôi trời ơi. Sang cắt bốc xương. Thắp hương âm dương tảo mộng hoa. À, piano, organ, saxophone, doremon à. Cô bình tĩnh. Ông này thì thật sự là ông ấy rất là yêu cô. Cô thử ngắm mà xem. Ông ấy vừa cao to này, khỏe mạnh này, lại còn giàu có nữa. Thôi đi. Chứ chồng cô trông như cái dãi khoái chán lắm. Chồng tôi dù có què cụt thay thần kinh thì cũng là chồng tôi. Các ông đừng tưởng có tiền mà thích làm gì cũng được nhá. Chúng ta chỉ dừng ở mối quan hệ đối tác mà thôi. Ơ kìa, khổ quá. Ôi dồi, dưa cà. Dưa cà. Ôi dồi. Ông Phúc Đức là hơi nóng. Nóng cái gì? Tấm bầu nó què quặt rồi, đi đâu về đâu. Mấy chuyện này không mượn ông bà phải lo cho tôi. Riêng cái thằng bầu ấy, cứ đấy là... Cái gì đấy? Bố mẹ ơi! Gặp sao? Anh bầu ơi! Sao đấy con dâu? Có chuyện gì đây? Thằng Thương nói nó... Nó làm sao? Nó bảo con nhìn chuối. Thằng cún nói nó! Nói ông ở chân thật quá. Khổ quá cho vợ. Ông không có bà. Ông có bình tĩnh nào. Ôi trời ơi, ông ơi, tôi xin ông. Khổ quá mà nó lại thích nó nhìn chuối tây để tôi ra tôi chặt cả buồng cho đây cả không phải thế, nó chỉ treo con thôi. Dù sao nó đang lãi ngoại nhưng nó là mang tiền mang của đến cho hai gia đình nhà mình đấy. Con nhưng mà không chưa nhưng mà con tôi đẻ ra tôi phải xót chứ. Này con dâu tôi còn quý hơn con đẻ đấy chứ. À, chính vì thế nên ông đuổi con đẻ ông đi chứ gì hả? Dưới tinh dưới mủ hết cả lên đấy. Thế anh bảo nó rồi mẹ. Nó bỏ đi từ sáng sớm rồi. Đi rồi. Sao lại mẹ lại để cho anh ấy đi? Rồi ơi, rồi. Sao tự nhiên lại bao chuyện xảy ra đến đây rồi chứ này? Tại sao mọi người cứ sồn lên như... Nó có chân nó đi được. Khắc nó có chân nó về. Ok. Mọi người đã mang chuối đến rồi kìa. Chia nhau ra một thú mua. Mau mau mau. Con không dính đến chuối nữa đâu. Hai cái thằng khốn nạn. Con ơi. Chót đâm lao rồi thì phải cho lao con ạ.
Tao không có đặt rời anh, cứ đi đâu mà đi. Giờ này nó không về, nó lấy cuối. Cái gì? Nhưng bây giờ còn trợn cái mắt gì nữa. Gọi điện thoại cho cái thằng nó đã về đến đâu rồi. Gọi hàng trăm cuộc rồi. Nhưng cái chị ở trong này này, chị ấy bảo là thuê bao không liên lạc được. Gọi lại cố gắng thuê bao liên lạc được cái xem nào. Ông đi mà bảo. Thế rồi còn cái cục có cún đâu. Nó này từ sáng rồi. Giờ nay nó còn bỏ đi đâu. Ôi, nó còn cái này. Bây giờ, như thế này. Đi hôm qua bà đi chợ được bao nhiêu tiền? Đâu có bao nhiêu đâu. Có phải đồng ra đến chợ với mày là hết rồi đâu. Ôi giời, khổ thế chứ nè. Lái ngoại ơi, là chưa lái ngoại. Sao bảo tôi mà cứ thích đường lái. Ui giời, nó đến lắm. Con cún khổ quá. Ôi giời, con cún khổ quá, con cún. Ôi giời, bà đi con. Bạn để nó thở cái đã. Tình nào con? Nhà mình bị lừa hết rồi. Cái gì? Bạn cũng bị mất bạc tỷ chỉ vì tin theo lời của bà thương lái thôi à? Ôi trời ơi, bà thương lái thôi là thương lái rồi. Bây giờ đi bỏ nó thôi đâu. Bà hoàng chân lạc đến đây. Hai bà. Sân làng người ta đến đòi nợ mình thấy không ạ? Sao nói đi? Nói rồi, xin rồi, van lạy rồi nhưng mà người ta không đồng ý. Cuộc sống của họ cũng trông vào mấy cái vườn chuối ấy thôi. Bà con, về hết. Hôm nay chỉ có thằng này đòi được tiền hai thằng đấy thôi. Đây, có cái thằng trông như là lão phu ấy. Ôi trời ơi. Đúng cái thằng lãi ngày rồi. Tất cả là tại ông ấy. Này tại ông nhá. Ông có đi vay lãi ngày cơ. Ông cái gì? Ông suy tư đi vay lãi ngày của nó nhá. Cái gì? Lãi ngày. Ôi ông giết tôi đi. Ông giết tôi đi. Bây giờ nó không ý kiến thế này. Thế lúc đầu tôi lừa bỏng thế này có trách cũng không được. Bây giờ thế này nhá. Cô ra khỏi. Cô lẽ tôi với ông phải tìm cách trốn để bảo toàn tính mạng. Chuyện thế này, mình phải thật bình tĩnh. Trong này phải thật bình tĩnh nhá. Như nào? Chuyện bà với các con ở nhà, nó có đến thì toàn những cái trẻ con, chẳng nhẽ nó giết các bà. Nhưng mà tôi với Quang Tèo là người vay tiền phải trốn thôi. Nó có hỏi tôi với Quang Tèo đi đâu thì các bà cứ nói là hai ông ấy đi lên ngân hàng lấy tiền và trả nợ. Tôi cứ dư được ngày nào hay ngày đấy nhá. Này, đi ngu thế, đi đường này nó tóm cổ à? Đi đường kia, nhanh lên. Người ta phải đòi. Xem trốn được bao lâu. Hai thằng này trốn. Tưởng trốn được kỹ. Ê đây. Thằng quát con. Đuổi bắt thằng quát con là ra bố mẹ nó. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, nó dọn thằng cú nữa rồi. Thằng trốn này, thằng trốn này, thằng trốn này. Ôi trời ơi, tụi con. Ôi trời ơi, tụi con. Ôi trời ơi, anh tôi sốt ruột quá. Ôi trời ơi. Chú ạ, cái vụ chuối này là tôi tin hai thằng nó sẽ thành công. Thành công quá đi chứ bác. Đợt này anh em mình thu hồi vốn rồi. Ôi dồi ôi, này cún, mày chạy đi đâu mà không có mắt có mũi à? Này, cắm đầu cắm cổ. Hớt hà hớt hải thế hả? Bác ơi, gia đình cháu bị bọn đầu gấu nó đánh đuổi. Hả? Hả? Cả thằng Tôn nữa. Ôi trời ơi, này, thế bố mẹ cháu đâu? Mà vì sao lại bị đuổi đánh? Vì nợ. Mà nợ rồi, à? Chú với bác với chồng của cháu đóng chuối. Để cháu thêm xem tình hình nó thế nào nữa ạ. Thế này thì chuối với má gì nữa hả? Ôi trời ơi, em đã bảo ngay từ đầu rồi mà lị. Làm ăn cái kiểu này thì có mà chết cả luôn. Thôi, tôi với chú về xem đống chuối chứ. Mà thôi. Đi theo. Chuối với má cái gì? Nhanh lên. Với cái lô này, nhanh lên. Bạch ơi, em bắt được nó rồi. Cái thằng ngu này, đuổi tiếp. Nhanh lên, mời ngay. Anh ơi. Why?
tiến lên chẳng thế. Ôi trời ơi, nó là ai? Đại ca, em không sao. Ôi trời, nó là ai? Lên bờ, lên cho em. Có việc gì thế anh ơi? Thằng thấy con nó vừa ở đây mà. Tìm đi. Tìm đi. Vừa thấy nó ở đây mà. Bố ơi, bác ơi. Ôi trời, cô tôi, tại sao con lại ra đây? Bố ơi, người ta đang đuổi theo bố, đông lắm bố. Hả? Cô đi. Con ở trong này nha, bố với ba nắp ở bên kia. Bởi vì chỗ này chặt quá, không nắp được ba người. Khi nào bọn nó đi qua, con nhớ chạy về với mẹ nhá. Nhớ nhá, không được ra. Ôi. Tuyệt đối gọi y không ra nhá. Tôi phải ra thôi. Không, tôi bảo bây giờ ông ra mới giết cả bố lẫn con. Thế này, tôi chỉ cần mình thôi. Hôm đấy tôi vay, tôi ký, ông để tôi ra. Không, ông để tôi. Nhưng mà nó là con tôi. Không, ông cha thì chết cả hai. Ông cầm lấy tôi, để tôi ra. Ông để tôi ra. Bởi vì hôm ấy, tôi cũng đi vay tiền cùng với ông mà. Nhưng mà tôi ký. Bây giờ thế này. Ông ở lại đây. Nếu tôi già có bệnh hệ gì, ông sẽ thấy mặt tôi, lo lắng cả hai gia đình chứ. Con ơi, con ơi, ông ở lại đây. Không dám. Quang. Con họa gì? Không. Tôi mới là người ký giấy vay tiền. Ok bà. Ra đây làm gì? Con ơi, cháu ơi! Đây là cả hai nhà đấy ạ. Bắt 7 cái, điếu cầy 1 cái, dép 3 đôi, quần đùi thái 2 cái. Hai thằng này điên à? Giờ không, vẫn bình thường ạ. Đây mà là tài sản à? Thế tài sản... Em cứ kê khai tất cả những cái gì nhà em có. Sổ đỏ đâu? Sổ đỏ là cái gì ạ? Là đất các ông ở. Dạ thưa anh là thế này. Dạ đất là tổ tiên nhà em để lại. Dạ đời cụ em thì để lại cho ông em. Ông em lại để lại cho bố mẹ em. Bố mẹ em mất rồi thì là em lại tiếp tục ở. Thế có sổ đỏ, sổ đen thì đâu? Em thì hơn thằng Quang. Bởi vì để các kỵ em mới để cho cụ em ạ. Rồi đến đời em thì em lại viết di chúc cho các con em. Dạ có thế thôi. Hai thằng này dẫn mặt à? Kìa, chú Mập ơi, xin chú hãy bình tĩnh, sai trái đâu ấy, đã có pháp luật lận định mà. Im! Vâng,
xin anh Mập, anh thư thư cho ít bữa, rồi gia đình chúng tôi sẽ chạy trọt và lo liệu đủ để thanh toán với anh ạ. Dạ vâng, gia đình sẽ lo ạ. Lể hai ông thành phố đây nhá, tha cho các ông một vài tháng nữa. Ôi dồi. Rồi, may quá. Dạ, cảm ơn anh ạ, giờ các bạn em về. Cảm ơn anh. Dạ. À, nhưng, dạ, phải để lại ngón tay. Vì cái tội vay nợ không chịu trả. Anh ơi, anh mà chặt ngón tay của em thì em lấy cái gì để về quốc Lào ạ? Em bị bệnh ngứa mũi á, anh chặt ngón tay thì lấy cái gì để ngoái á? Việc ngứa mũi là việc của nhà ông, việc chặt là của tôi. Chặt tay! Một khi mà ông đã ra đòn, trái đất đang tròn cũng trở thành vuông. Em chào bác ạ. Chào mọi người. Bác Quốc Anh, chào chú. Cảm ơn các bác các chú. Không có các bác các chú thì hôm nay nhà tôi thì không biết như thế nào nữa. Con chào cả nhà. Thằng Bầu, thế này là thế nào hả con? À, thưa với bố mẹ với các bác là trong cái rủi lại có cái may ạ. May thế nào? Hôm trước con với bác Quốc Anh đi bỏ nhà, con đi, thế thì bị đói khát ở ngoài đường. Nhưng mà may quá lại gặp người tốt họ giúp đỡ. Thế thì không những là con với bác Quốc Anh đây có việc, mà có một cái rất là may là như thế này. May là may thế nào? Con? Là công ty của họ, sản phẩm lại cần đúng chuối. Thế à? Thế à? Thế à? Có phải không? Hai con cháu đi vất vả lắm. Có cái xe cà tàng, bán mất rồi đấy. Nói thực với các bác là
thời gian ở trong tù tôi thấy thấm thía lắm. Ôi, nhắc lại cái chuyện đấy làm gì. Mấy người trên phố huyện họ đồng ý thu mua hàng của xã mình. Tôi làm việc này tất cả là vì muốn mình trở thành người tốt, người có ích đi cho làng xã, cho xã hội thôi. Cảm ơn các bác. Và hôm nay con cùng với mọi người ở công ty về đây là thu mua lại toàn bộ chuối của nhà mình. Đúng rồi. Mặc dù là giá không được cao như là cái độ thương lái. Cái gì? Mày lại nhắc đến cái bọn thương lái nước ngoài hả? Bà lấy cho tôi cái sòng án đây. Tôi xin nói hết nào. Thôi, thế này, mặc dù không được giá cao, nhưng mà chúng ta sẽ trả được nợ và có một cái Tết đầm ấm. Tôi nói nha, tất cả là tại hai chú. Làm giàu là không nhanh được đâu. Mà tôi đã nói rồi, người Việt phải dùng hàng Việt, có đúng không ạ? Ôi giời, bác Bàng, mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ tất cả chúng ta tập trung vào để lo một cái Tết thật là vui tươi, đầm ấm. Bác với chú thì cứ nói mãi thì khổ lắm biết rồi. Bây giờ chúng ta phải cho một tràng vỗ tay thật giòn giã bởi vì con tim đã vui trở lại. Chúc tôi một tay đưa chú em.